nhằm tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan đơn vị và người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính với ban nhân dân tỉnh Long An ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo đó quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra gắn chặt việc thực hiện cải cách hành chính với nhiệm vụ thường xuyên tăng cường chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong thực hiện cải cách hành chính đảm bảo chất lượng hiệu quả xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị từ tỉnh đến cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021-2025, đảm bảo nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp hiện đại, tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực. Ngoài ra, Quỹ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng, Sở, Ngành tỉnh, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân cấp quyền, cấp xã chịu trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch trong phạm vi xử lý, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cá cấp dưới nhiều hình thức khác nhau, để mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhằm nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ.